xong chưa? Xong rồi. Hưng ơi, này, tao nghĩ lại, hay thôi. Tao không khéo ăn khéo nói, mày nhanh mồm nhanh miệng, mày làm đi. Khổ quá, tao nói với mày rồi, cả làng ghét tao. Bây giờ tao mà trường cái mặt ra đây thì đúng là ma nó mù à. Với lại phân công nhiệm vụ rõ ràng, tao phụ trách về cái mảng kỹ thuật cơ mà. Thắng ơi, hay là... Không được đâu, tao nói chậm lắm. Với cả đã phân công rõ ràng rồi, tao phụ trách mỹ thuật mà. Thôi thôi, Thắng, đi ra. Thằng kia vào đi. Chuẩn bị nhá. Tươi cái mặt lên. 3, 2, 1. Bắt đầu. Lời đầu tiên, cho phép Tiến Hưng xin được gửi tới bạn bè gần xa, bà con lối xóm lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xà phòng Tía Tô, hiệu 3 thằng bạn, với những thành phần từ tự nhiên, không thuốc trừ sâu, không thuốc bảo quản, không chất tạo bọt. Ngoài công dụng làm sạch da, bảo vệ da khỏi những tác nhân vi khuẩn bên ngoài, thì còn giúp quý vị làm sáng da, ngăn ngừa mụn, giảm se khít lỗ chân lông. Nếu như quý vị có nhu cầu mua, thì quý vị có thể comment cho chúng tôi biết được không ạ? Giá chỉ 50.000 thôi. 50.000 đấy, quý vị có thể dùng để ăn 2 bát phở. Nhưng dùng số tiền đó, quý vị có thể mua xà phòng của chúng tôi và sử dụng cả tháng ạ. Nếu như quý vị đã mua được rồi, hãy comment cho chúng tôi biết là đã mua, đã săn. Và nếu như trong quá trình nhận hàng xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì chúng tôi sẽ đổi trả miễn phí. Thì... là... Cắt! Cái gì? Mày đọc cái kiểu gì đấy? Mặt thì không cảm xúc, giọng thì vô hồn, cứ như đọc điếu văn đấy. Thì trong giấy viết thế nào thì ta đọc đúng như thế còn gì nữa. Mày giỏi mày vào mà làm. Bắt đầu. Ba chúng em chung lòng chung tay khởi nghiệp, mang xứ sở quê hương vào đây. Dược liệu tự nhiên thân thiện lại không hóa chất, với bí kíp gia truyền cụ tổ chúng em truyền cho. À, với bí kíp gia truyền bà nội chúng em dạy cho. Bà chúng em xin mời bà con mua hàng, em bán rẻ không đâu bằng em. Xà phòng thơm, hương liệu lại organic, tắm với gội đầu, rửa mặt xong rửa tay. Tắm với gội đầu, rửa mặt thơm thật thơm. Được chưa? Ừ. Sao có mỗi một mắt xem thế này? Ôi, phanh cái ngực ra. Thôi, mày cởi hẳn ra đi. Cởi ra. Đã bảo là ma nó xem rồi, cứ bắt người ta vào làm cái gì không biết được đó. Phân công nhiệm vụ rõ ràng từ đầu rồi. Như này rõ ràng nhìn ổn hơn mà. Ổn hơn đấy. Bắt đầu nhá. 3, 2, 1, phát. Tích cực lên, trầm cảm lắm. Có thêm mắt xem rồi Tiến ơi. 3 mắt rồi. 5 mắt rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. 7 mắt rồi.
thu anh Hùng. Mày nhìn được tiếng chồng mày này, làm trò gì đây? Ôi dồi, cứ dẻo gớm nhỉ. Đứng ở đây. Ôi, lông mày đâu đâu rồi, Thu ơi là Thu.